Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay 13 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Chương trình hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên khởi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Công trình có tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng và dự kiến thực hiện trong 9 tháng. Được mệnh danh là cánh cửa thép của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, cứ điểm Him Lam nơi ghi dấu ấn trận mở màn với chiến thắng vang dội trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Sau 67 năm xây dựng và phát triển, phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ đang đổi mới từng ngày, đi lên với những bước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 6 nhiệm vụ của báo chí Điện Biên và 10 nhiệm vụ, 7 giải pháp trong công tác hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại di tích lịch sử Đồi Ép nằm trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã tổ chức long trọng lễ khởi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện các bộ ban ngành trung ương, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tỉnh Lai Châu, Sơn La đã đến dự. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ và các cựu chiến binh, lão thành cách mạng tham dự buổi lễ. Lễ khởi công xây dựng đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được tổ chức đúng vào ngày này cách đây 67 năm về trước. Tiếng súng mở màn cho chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ vang lên tại trung tâm đề kháng Him Lam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhấn mạnh, trong lịch sử thế giới đã biết đến Việt Nam như một biểu tượng của tinh thần khát vọng tự do, đấu tranh bảo vệ hòa bình, độc lập. Ngày này cách đây 67 năm về trước, quân và dân ta đã mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đất nước ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp. Để có được chiến thắng vang dội ấy, viết nên trang sử hào hùng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã ra trận chiến đấu, hiến dâng trọn vẹn tuổi thanh xuân cho quê hương, cho đất nước và nhiều người đã anh dũng hy sinh. Biết bao gia đình thân nhân liệt sĩ, những người mẹ mòn mỏi chờ mong con, những người vợ, người chị khóc khoải chờ chồng, chờ người yêu của mình, nhưng các anh mãi mãi không về. Sự hy sinh bất bát này là rất lớn, không gì bù đắp được. Nhưng chính sự hy sinh của các anh đã đem lại nền hòa bình, độc lập cho đất nước, làm rạng rỡ quê hương đất nước, tô thắm thêm truyền thống hào hùng bất khuất của dân tộc ta, nhân dân ta. Ngày nay, được sống trong hòa bình, chúng ta càng biết ơn và trân trọng và trân quý biết bao giá trị của độc lập tự do mà lớp lớp các thế hệ cha anh đã ra sức đấu tranh, gìn giữ và bảo vệ. Dự án đầu tư xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ nhằm đáp ứng nguyện vọng của nhân dân cả nước cũng như nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, phù hợp với đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công lao đóng góp của các anh hùng liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung, chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng. Đây cũng là nơi giáo dục bồi dưỡng truyền thống yêu nước của dân tộc đối với các thế hệ hôm nay và mai sau. Tham dự lễ khởi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, những chiến sĩ Điện Biên năm xưa này cũng đã ngoài 80, cũng không khỏi xúc động, tự hào. Chúng tôi tham gia chiến đấu thì một số lớn bạn bè của chúng tôi đã ngã xuống trên mảnh đất này. Cho nên là tôi nói là này, đồi A1 mốc son lịch sử, gương anh hùng bất tử vô danh, đất Mường Thanh nhuốm máu cha anh, cho Điện Biên mãi màu xanh hoa nở. Đấy, như vậy là tôi luôn luôn là bản thân tôi cũng ghi nhớ những đồng đội cùng chiến đấu với tôi. Hôm nay chúng tôi cũng lại còn ở lại đây và được dự cái sự kiện này. Chúng tôi rất là xúc động và rất cảm ơn lãnh đạo mà đã ghi nhận và ghi nhớ công ơn của những người đã từng chiến đấu
để cho con cháu chúng ta được hưởng như ngày hôm nay. Dự án xây dựng đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ được xây dựng tại di tích lịch sử Đồi Ép với tổng mức đầu tư là 105 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt và vốn ngân sách địa phương. Dự kiến công trình thực hiện trong thời gian 9 tháng. Công trình có sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, đặc biệt là sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt và sự đóng góp không nhỏ của nhân dân phố 9 và phố 11, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, cấp ủy và chính quyền tỉnh Điện Biên sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà thầu thi công công trình và sớm được hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Tỉnh Điện Biên đề nghị nhà thầu thi công công trình cần huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực, tập trung triển khai thực hiện các phần công việc của gói thầu xây lắp, thiết bị với chất lượng hoàn thiện tốt nhất, mỹ quan nhất để xứng đáng là một công trình tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng được sự mong mỏi của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương cũng như đông đảo nhân dân cả nước và thân nhân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã biểu dương đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm của tỉnh Điện Biên trong việc tổ chức triển khai các công việc chuẩn bị đầu tư dự án. Đồng thời biểu dương các ban bộ ngành trung ương đã tích cực phối hợp với tỉnh Điện Biên để hoàn thành các thủ tục đầu tư công trình và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của các đơn vị tài trợ cho công trình. Để công trình sớm hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị. Để công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân tại buổi lễ khởi công công trình hôm nay, tôi đề nghị: một là tỉnh Điện Biên cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, các cấp chính quyền phải vào cuộc để chỉ đạo triển khai thực hiện dự án này. Đây là một dự án nằm trong đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030, đã được Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương triển khai thực hiện. Hai là tỉnh được vinh dự thay mặt cho nhân dân cả nước xây dựng công trình có ý nghĩa trên mảnh đất lịch sử. Do đó, tỉnh cần nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý công trình. Sau khi công trình đưa vào sử dụng, cần phát huy cao nhất hiệu quả đầu tư. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân đến tri ân các anh hùng liệt sĩ nói chung và thân nhân các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ nói riêng. Ba là để dự án được triển khai thuận lợi, tôi đề nghị lãnh đạo các bộ ngành trung ương cần tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tỉnh Điện Biên đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. Trước đó, đoàn đại biểu dự lễ khởi công xây dựng công trình đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ đã đến đặt vòng hoa, dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ A1. Trong chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dự lễ phát động trồng cây hoa ban năm 2021 tại Đồi Đê, thành phố Điện Biên Phủ. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Dự lễ phát động còn có Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Him Lam, Chủ tịch Hiệp hội Mắc Ca Việt Nam, đại diện lãnh đạo, Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương và đại biểu lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Lai Châu. Lễ phát động trồng cây hoa ban năm 2021 vì một Việt Nam xanh là một hoạt động thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nhằm hưởng ứng chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động. Đồng thời cũng là dịp để Điện Biên thực hiện thắng lợi chủ trương phát triển cây hoa ban của tỉnh. Chương trình phát động trồng cây hoa ban vì một Việt Nam xanh do Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện. Trong đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam hỗ trợ trồng 10.000 cây hoa ban năm 2021. Thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển cây hoa ban, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng các kế hoạch để phát động rộng rãi phong trào trồng cây hoa ban trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên các tuyến phố, tuyến đường chính, tuyến đường nhánh, các điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng, khuôn viên công sở trường học của tỉnh đã thực hiện trồng mới được gần 4 vạn cây hoa ban.
để thực hiện thắng lợi nghị quyết phát triển cây hoa ban, để cây hoa ban thực sự là biểu tượng của vùng Tây Bắc và Điện Biên, phục vụ phát triển du lịch. Đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Điện Biên có kế hoạch chi tiết để phối hợp với các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh hoàn thành trồng 10.000 cây hoa ban. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ phát triển trồng mới hoa ban tại khu đồi di tích, trục đường, các điểm du lịch nhằm thu hút phát triển du lịch, góp phần vào thực hiện thắng lợi chủ trương phát triển cây hoa ban và công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sau lễ phát động, các đại biểu quân và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ đã tham gia trồng cây hoa ban trên đồi D, tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, hưởng ứng chủ trương trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động. Thưa quý vị và các bạn, từng được mệnh danh là cánh cửa thép của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, cứ điểm Him Lam nơi ghi dấu ấn trận mở màn với chiến thắng vang dội trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử của bộ đội ta, đã góp phần vô cùng quan trọng tạo nên những chiến công oanh liệt trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Sau 67 năm xây dựng và phát triển, phường Him Lam thành phố Điện Biên Phủ đang đổi mới từng ngày, đi lên với những bước phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc. 67 năm đã trôi qua kể từ ngày diễn ra trận đánh vào cứ điểm Him Lam, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ ngày 13 tháng 3 năm 1954, mở toang cánh cửa vào lòng chảo Mường Thanh, trở thành chiến thắng đầu tiên mang nhiều ý nghĩa quan trọng của quân đội ta. Chiến trường xưa giờ đây chỉ còn trong ký ức. Tuy nhiên, với người chiến sĩ Điện Biên năm xưa, trải qua bao thăng trầm của cuộc kháng chiến cứu nước, có cơ duyên được gắn bó với nơi đây, được chứng kiến cảnh đổi thay từng ngày của mảnh đất Điện Biên lịch sử, đã trở thành một niềm vinh dự thiêng liêng và mang nhiều ý nghĩa. Được sự chiến dịch Điện Biên năm 1954, thế mà biến đổi qua thời gian, tức là thay đổi về thời gian, thay đổi về chỗ ở, rồi thay đổi về công tác, thì đến bây giờ lại được, tức là sống ở Điện Biên Phủ. Đây là một vinh dự mà sống ở Điện Phủ lại sống dưới chân đồi Hy Lam. Mà chỗ đồi Hy Lam là tôi cũng vinh dự là được tham gia cái trận mở màn đầu tiên ngày 13 tháng 3 năm 54. Đấy cũng, nó là vừa là song trùng nhưng vừa là một cái vinh dự của mình. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Him Lam cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh bắt tay tái thiết và xây dựng. Từ một bãi chiến trường với đầy vết tích của bom đạn, trải qua hơn nửa thế kỷ, Him Lam giờ đây đã trở thành một trong những phường trung tâm và có tốc độ phát triển nhanh của thành phố Điện Biên Phủ, là nơi tập trung nhiều cơ quan của tỉnh và thành phố Điện Biên Phủ. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết đồng thuận của nhân dân, những năm qua kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển vượt bậc, đời sống của nhân dân ngày một nâng lên. Cơ cấu ngành nghề từ 100% nông nghiệp dần chuyển sang công nghiệp và dịch vụ. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường chỉ còn 0,1%, thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng trên năm. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong những năm gần đây, phường Him Lam tập trung lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, cụ thể hóa trong các chủ trương, đường lối, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội từ năm 2015 đến nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 16%, cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ trọng thương mại, dịch vụ, du lịch trên 65%, công nghiệp xây dựng trên 33%. Đến nay thu nhập là đầu người, năm sau thì cao hơn năm trước. Năm 2020 đạt 35 triệu đồng trên người trên năm. Đặc biệt là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bộ mặt diện mạo của phường đã có rất nhiều thay đổi. Với người dân Điện Biên, thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ như ngọn lửa luôn rực cháy, hâm nóng ý chí và quyết tâm gìn giữ, xây dựng cuộc sống mới. Với những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Him Lam đã có được, mỗi người dân càng thêm tin tưởng vào con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn, hun đúc một ý chí quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Hơn 30 năm sống ở mảnh đất này thì có thể nói là đã chứng kiến rất nhiều những sự đổi thay của Điện Biên nói chung và của cái tổ dân phố 21 thuộc phường Him Lam nói riêng. Tôi nghĩ rằng và tin tưởng rằng là với sự nghiệp lãnh đạo của Đảng bây giờ thì tôi tin chắc rằng là cái sự phát triển thay đổi sẽ còn nhiều hơn nữa. Và tôi cũng mong muốn rằng là cái thế hệ chúng tôi thì không nói bây giờ, nhưng cái thế hệ sau thì
cần phải tiếp thu và đẩy mạnh những cái công cuộc cải cách để mà xây dựng địa phương nơi mình ở ngày một tốt hơn, đẹp hơn. 67 năm trôi qua, bom đạn, khói lửa đã lùi xa. Cuộc sống của đồng bào trên chiến trường xưa nay ngày càng khởi sắc, không ngừng vươn tới ấm no phát triển. Mảnh đất chìm trong bom đạn năm xưa giờ đang khoác lên mình một diện mạo mới, hiện lên như một bức tranh mang đủ màu sắc của sự sống, của niềm tin và khát vọng vươn lên. Chiều qua, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà tại huyện Mường Nhé. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Lò Thị Luyến, tỉnh ủy viên, phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Trong đợt này, đoàn đã tặng quà cho 10 hộ gia đình chính sách tiêu biểu xã Xín Thầu. Tại các gia đình, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi động viên và bày tỏ lòng biết ơn trước những công lao đóng góp to lớn của nhân dân khu vực biên giới và các gia đình chính sách trên địa bàn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn công tác cũng mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giáo dục con cháu tích cực phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương bản làng ngày càng giàu mạnh. Tại huyện Mường Nhé, đoàn đã đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Apa Chải. Tại đây, đồng chí Hà Ngọc Chiến, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đã biểu dương những thành tích trong việc giữ vững an ninh biên giới của cán bộ chiến sĩ đơn vị, đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự đường biên cột mốc trên địa bàn, giúp đồng bào vùng biên giới phát triển kinh tế. Sáng nay, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, phiên họp thứ 2 toàn thể. Dự đại hội có đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam làm trưởng đoàn. Đến dự và chúc mừng đại hội có đại biểu một số sở ngành tỉnh cùng trên 150 hội viên Hội Nhà báo tỉnh. Tỉnh Điện Biên hiện có 3 cơ quan báo chí, 16 ngành, đơn vị xuất bản tin, 32 sở ngành đoàn thể có trang thông tin điện tử tổng hợp được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động, 6 cơ quan báo chí trung ương và báo chí trực thuộc bộ ngành trung ương có văn phòng đại diện và thường trú tại Điện Biên. Thời gian qua, báo chí Điện Biên có bước phát triển đa dạng về loại hình, báo in, báo phát thanh, báo truyền hình và báo điện tử, phong phú về ấn phẩm với báo hàng ngày, báo tuần, báo tháng. Đặc biệt là trong 5 năm qua 2016-2020, Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đạt nhiều kết quả nổi bật. Vai trò vị thế của hội từng bước được nâng cao. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của chính quyền và là diễn đàn của nhân dân, bám sát định hướng, thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và đất nước. Trong nhiệm kỳ, Hội Nhà báo tỉnh đã tuyển chọn gần 90 tác phẩm chất lượng cao được hỗ trợ, gửi về Trung ương thẩm định, hỗ trợ kinh phí. Gần 80 tác phẩm dự giải báo chí quốc gia và có nhiều tác phẩm lọt vào chung khảo. Tham gia hội đồng xét cấp thẻ nhà báo, tham gia xây dựng các quy định đề án của tỉnh liên quan đến lĩnh vực báo chí, xuất bản, tham gia các sự kiện báo chí trên địa bàn. Hướng dẫn các chi hội thực hiện đúng các quy định của Trung ương hội về làm thủ tục xét, đề nghị chuẩn y kết nạp 46 hội viên. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam tặng 21 kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức 4 lớp tập huấn nghiệp vụ với trên 500 lượt hội viên tham gia. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả của Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện tốt chỉ thị 43 CTTVK của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, hướng mọi hoạt động của hội vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Từng cơ quan báo chí và mỗi người làm báo không ngừng trau dồi chuyên môn nghiệp vụ để thích ứng trong thời đại số, không ngừng đổi mới phương thức, nội dung hoạt động tổ chức Hội Nhà báo, chú trọng nêu cao đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và tiếp tục làm tốt công tác xã hội từ thiện vì cộng đồng để từ đó khẳng định vị thế vai trò của tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam. Với mục tiêu nâng cao phẩm chất chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, năng lực trình độ chuyên môn, đoàn kết xây dựng tổ chức Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh và đất nước. Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ 7 đã đề ra 6 nhiệm vụ của báo chí Điện Biên và 10 nhiệm vụ, 7 giải pháp trong công tác hội nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất và bầu đồng chí Phạm Ngọc Hân, Tổng biên tập báo Điện Biên Phủ, giữ chức Chủ tịch, đồng chí Lương Văn Xuyên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình,
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo khóa 6 tái cử Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên khóa 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho Hội Nhà báo tỉnh vì đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên, 13 tháng 8 năm 1990, 13 tháng 8 năm 2020, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng giấy khen cho 3 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí và công tác hội năm 2020 và giấy khen cho 13 hội viên nhà báo, trao danh hiệu hội viên nhà báo xuất sắc cấp cơ sở năm 2020 cho 6 hội viên. Thưa quý vị, đầu tư xây dựng quá lâu, không được đầu tư nâng cấp, hạ tầng phòng cháy chữa cháy thiếu đồng bộ là thực trạng tại các chợ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Điều đáng nói, những bất cập này đã tồn tại từ rất nhiều năm mà chưa có biện pháp khắc phục. Phản ánh của phóng viên thời sự. Không hệ thống báo cháy, không hệ thống chữa cháy cố định, không hệ thống máy bơm chữa cháy, không hệ thống đèn chỉ dẫn chiếu sáng sự cố, không hệ thống chống sét, giao thông không đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động. Và việc sử dụng nguồn nhiệt không đảm bảo là những cái không hiện đang hiện hữu tại chợ trung tâm 1, phường Tân Thanh, thành phố Điện Biên Phủ. Chợ được hình thành từ những năm 1992 với gần 150 kiosk, vừa là nơi buôn bán cũng là nơi ăn ngủ sinh hoạt của các hộ kinh doanh. Thực trạng này càng làm gia tăng nguy cơ cháy nổ khi chính các hộ kinh doanh còn đun nấu thắp hương và đấu nối hệ thống điện chằng chịt trong khu vực bày bán, tập kết hàng hóa. Các hộ vừa ăn vừa ở đây thì hoạt động kinh doanh như thế này. Anh em tuyên truyền trên loa xong rồi cũng thường xuyên kiểm tra về cái thứ nhất của các hộ ấy, là về hệ thống điện này, cái thứ hai là bếp nấu ăn này, cái ba là nơi thờ cúng này, đấy, ba cái đó là thường xuyên kiểm tra. Thế còn cái việc về công tác bảo đảm phòng cháy, cái trang thiết bị ở đây thì là ban quản lý chợ cũng kiến nghị mấy thành phố, mấy phường nhiều trang bị cho cái hệ thống đèn chiếu sáng này, quầy báo cháy này, máy bơm năng vòi này, đấy. Đấy, thế nhưng mà mấy năm nay thì cũng không được cấp cái gì cả. Trước những bất cập tồn tại từ nhiều năm và có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào, Ban Quản lý chợ Trung tâm 1 và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị bổ sung trang cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên đến nay, chợ mới được đầu tư 2 téc nước và hệ thống các bình chữa cháy cơ động mà chưa có hệ thống máy bơm nước và vòi chữa cháy chuyên dụng. Việc đầu tư thiếu đồng bộ như hiện nay dẫn đến tình trạng khi có cháy lớn xảy ra, các hộ kinh doanh chỉ biết trông chờ vào lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Bất cập của chỗ chợ trung tâm 1 thì là nó có các cái hộ kinh doanh bây giờ là vừa gọi là có thể chúng ta nói là cũng vừa kinh doanh buôn bán mà cũng vừa nghỉ ở chỗ chợ. Về cái trang cấp để về mà nói đầy đủ thì nó cũng còn ngoài chỉ được cái chỗ tét nước với lại cái bình phòng cháy chữa cháy. Đấy thì nó cũng đấy là chỉ gọi là trước mắt và sử dụng cho những cái lúc cháy nhỏ ở đấy. Chứ còn về cái chính thì khi xảy ra vẫn là cái lực lượng của bên công an phòng cháy chữa cháy, tức là dùng bằng xe cứu hỏa thôi. Chứ còn về cái nguồn mà nước thì chúng tôi cũng sử dụng là cái nguồn nước tại chỗ đấy, với lại các cái bình phòng cháy chữa cháy được trang cấp nên là sử dụng tại chỗ như vậy. Tại chợ Bản Phủ, xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, một tồn tại nữa đang hiện hữu là việc các hộ kinh doanh vẫn còn thói quen thắp hương thờ cúng tại các gian hàng ngổn ngang các vật dụng dễ cháy. Cùng với đó là tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn phòng cháy chữa cháy để làm mái che, mái vẩy và đấu nối thêm các thiết bị điện, khiến hệ thống điện được đầu tư từ những năm 1994, dây dẫn điện đã quá cũ hay quá hạn sử dụng càng trở nên mất an toàn. Điều đáng nói, tại khu chợ này trước đây đã từng xảy ra 4 vụ cháy gây thiệt hại tài sản cho các hộ kinh doanh. Hiện nay vẫn đang xảy ra một số các cái hộ kinh doanh thì vẫn thực hiện thắp hương tại các cái điểm kinh doanh, rồi là đường điện thì bố trí nó chưa hợp lý, là có 2 vấn đề bất cập, và đặc biệt là cái hộ kinh doanh thì lấn chiếm là các hành lang lưu thông của chợ thì làm ảnh hưởng đến công tác, là nếu mà có vấn đề cháy nổ xảy ra thì cái vấn đề cứu chữa cháy, phòng cháy cháy là rất là khó khăn. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh, toàn tỉnh hiện có gần 30 chợ kiên cố, bán kiên cố và trung tâm thương mại. Trong đó, hầu hết các chợ đều chưa đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tại các chợ trên địa bàn toàn tỉnh thì là hầu hết các chợ được đầu tư xây dựng đã lâu, hiện nay thì hệ thống hạ tầng đã xuống cấp. Rất nhiều cái hệ thống về phòng cháy cháy đã không được đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy cháy hiện nay. Đặc biệt là một số chợ trung tâm thương mại thì không có hệ thống
về phòng cháy cháy như hệ thống cấp nước chữa cháy trong và ngoài nhà, hệ thống máy bơm chữa cháy, hệ thống báo cháy, rồi hệ thống đèn chỉ dẫn chiếu sáng sự cố, vân vân. Đặc biệt là hệ thống điện được thiết kế lắp đặt không tổng thể, không có thiết bị bảo vệ tổng cho toàn bộ hệ thống chợ. Tình hình tại các chợ, việc quản lý sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng diễn ra còn phổ biến. Những nguy cơ về cháy nổ tại các chợ dân sinh dù đã được cảnh báo và tồn tại khá nhiều năm, các cấp chính quyền và lực lượng chức năng đã có nhiều kiến nghị tăng cường các giải pháp phòng cháy chữa cháy, song việc khắc phục lại chưa thực sự được chú trọng. Bên cạnh đó, ý thức về an toàn phòng cháy chữa cháy của các hộ kinh doanh còn chưa cao. Nhiều hộ vẫn còn tâm lý chủ quan, thờ ơ trong việc bảo vệ chính tính mạng và tài sản của gia đình mình. Thưa quý vị, việc không đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống cháy nổ trong các khu chợ dân sinh đã tồn tại từ nhiều năm trước và chưa được khắc phục, dẫn đến các vụ cháy chợ đã xảy ra. Mới đây nhất, ngày 4 tháng 3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Nong Bua, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, đã thiêu rụi hàng chục kiosk cùng nhiều tài sản có giá trị lên đến gần 1 tỷ đồng. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh thêm một lần nhắc nhở chính quyền địa phương, đặc biệt là hộ kinh doanh, cần chủ động nâng cao hơn nữa ý thức phòng cháy chữa cháy. Tối ngày 4 tháng 3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Nong Bua, phường Nong Bua, thành phố Điện Biên Phủ, thiêu rụi 12 kiosk cùng nhiều tài sản của 5 hộ kinh doanh. Ước thiệt hại ban đầu lên đến gần 1 tỷ đồng. Khi phát hiện ngọn lửa phát ra từ kiosk của một gia đình nằm ở khu vực giữa trung tâm chợ, người dân đã báo cho lực lượng chức năng tới ứng cứu và dùng bình cứu hỏa để cố gắng dập lửa. Tuy nhiên, do hầu hết các kiosk đều chủ yếu chứa quần áo, vải dễ cháy, nên lửa bốc cháy và lan nhanh ra một số kiosk lân cận. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, song đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho các hộ kinh doanh khi vẫn còn tâm lý lơ là chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy và bảo vệ tài sản của chính gia đình mình. Cái hôm mùng 4 xảy ra vụ cháy, lúc đấy thì tất cả đều dọn hàng đi về rồi, ai về nhà đấy. Thấy người ở chợ, xung quanh chợ gọi điện cho mình thì mình chạy ra thì lúc đấy là nó cháy, thì thật sự nó cũng không cứu được cái gì cả. Thì thôi thì sau này thì mình cũng chú trọng hơn cái vấn đề đảm bảo cháy nổ về điện đóm này, hay là mọi thứ thì mình cẩn thận hơn thôi. Tốt nhất là mình cũng đề phòng còn hơn. Chứ đến lúc xảy ra sự cố rồi thì cũng không làm thế nào được cả. Chợ Nong Bua là chợ mới được xây dựng, đã được đầu tư cơ sở hạ tầng khá đồng bộ trong phòng cháy chữa cháy, như việc xây dựng các trụ nước, hệ thống bình xịt, máy bơm chữa cháy. Chủ quan mà nói, chợ Nong Bua ít có khả năng xảy ra cháy nổ hơn so với những chợ đã được hình thành từ vài chục năm trước và đầu tư thiếu đồng bộ trong phòng cháy chữa cháy. Điều này cho thấy chính sự bất cẩn trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt và ý thức chủ quan từ các hộ kinh doanh khiến hỏa hoạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trở lại với chợ Bản Phủ, xã Nong Hoẹt, huyện Điện Biên, được hình thành cách đây 27 năm với hạ tầng thiết yếu trong phòng cháy chữa cháy chưa được đầu tư đồng bộ. Dù trước đó, chợ đã từng xảy ra 4 vụ cháy, song ý thức bảo vệ tài sản của chính các hộ kinh doanh vẫn chưa được nâng cao, thậm chí có hộ chỉ làm để đối phó khi ban quản lý chợ đi kiểm tra, nhắc nhở. Chúng tôi thì cũng có nhắc nhở thì họ cũng hứa là họ không bày. Thế nhưng xong rồi thì họ lại vẫn còn lấn chiếm ra nằm lề đường. Tâm lý vì bà con cũng chưa hiểu hết được về cái thiệt hại về cái phòng cháy chữa cháy. Cho nên bà con vẫn còn chủ quan, chưa triệt để chấp hành nghiêm được. Nhắc nhở thì bà con thì cũng nói là vừa đùa vừa thật, thì cháy cái này là cháy của gia đình tôi là chính, chứ còn thì của các ông thì cũng chẳng có. Để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ, lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương và ban quản lý các chợ đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, kiến thức phòng cháy chữa cháy đến tổ chức cho các hộ kinh doanh ký cam kết và tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhân viên quản lý chợ và các hộ kinh doanh về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Ủy ban phường cũng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền tới các hộ kinh doanh, đặc biệt là các hộ bán hàng có khả năng nguy cơ cháy cao, thì là trang bị bình phòng cháy, rồi là ký cam kết, rồi sử dụng điện đúng theo quy định,
Và qua quá trình thực hiện và xảy ra một số vụ cháy ở một số điểm chợ, thì đối với ban quản lý chợ xã Long Hẹt thì chúng tôi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cảnh giác và tập huấn cho các đồng chí trong ban quản lý về công tác phòng cháy cháy, rồi các đội phòng cháy dự phòng, và đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh thì là cho tập huấn về công tác phòng cháy cháy, rồi cho ký cam kết thực hiện về công tác phòng chống cháy nổ. Đối với này các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý, rồi là ủy ban nhân dân các cái huyện, thành phố cần tiếp tục và đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cái nội dung kiến thức về phòng cháy cháy, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực phòng cháy cháy, đặc biệt là lĩnh vực phòng cháy cháy chợ, để nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hộ kinh doanh đối với công tác phòng cháy cháy. Cái thứ hai là tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy cháy tại các chợ, trong đó gắn trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị, ủy ban dân các cấp có chợ phải thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy cháy chợ. Chủ quan trong công tác phòng cháy chữa cháy sẽ phải trả một cái giá rất đắt, có thể gây thương vong về con người cũng như thiệt hại về tài sản, thậm chí có gia đình lâm vào cảnh khuynh gia bại sản. Do vậy, bên cạnh việc đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ dân sinh, thì sự vào cuộc tích cực từ phía chính quyền địa phương, ban quản lý chợ cũng như hộ kinh doanh càng trở nên hết sức cần thiết để phòng ngừa và hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra cháy nổ. Thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung của chương trình trên địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.